Là điểm nóng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, những ngày qua, quận Sơn Trà liên tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, đặc biệt là liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Trong đó đã có nhiều ca cộng đồng được phát hiện thông qua việc khám sàng lọc và xét nghiệm tại Bệnh viện Sơn Trà. Hiện nay, công tác phân luồng sàng lọc SARS-CoV-2 tại bệnh viện được phân chia theo hai nhóm, gồm nhóm có triệu chứng nghi ngờ và nhóm có yếu tố dịch tễ. Tất cả người bệnh đến từ các phường có dịch phải được test nhanh COVID-19. Thông qua quy trình phân luồng người bệnh, đặc biệt nhóm bệnh tai mũi họng và hô hấp, nhiều ca bệnh cộng đồng đã được phát hiện, khoanh vùng, truy vết nhanh chóng. Từ đến nay, quận Sơn Trà đã ghi nhận 499 trường hợp mắc COVID-19 và đa số liên quan đến chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang. Trong đó, điểm nóng nhất là phường Nại Hiên Đông với 193 ca.